Còn tại phường Hòa Quý, để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, nhất là trong thời điểm cả thành phố thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, phường đã thành lập đội cung ứng hàng hóa cho người dân, trong đó có mua lương thực thực phẩm hàng ngày. Theo đó, đội cung ứng cập nhật lên fanpage của phường hoặc Facebook cá nhân của từng thành viên về số điện thoại combo thực phẩm các mặt hàng, có địa ích giá cụ thể để người dân biết. Khi có nhu cầu, người dân liên hệ tổ trưởng dân phố để đăng ký từ 7 giờ đến trước 12 giờ hàng ngày. Sau đó, phường sẽ liên hệ công ty cung ứng hàng hóa đã hợp đồng trước đó đặt hàng theo đơn. Và từ 7 giờ cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, công ty sẽ giao hàng. Quy trình luôn được bảo đảm thời gian thực hiện nghiêm 5K giữ khoảng cách tối thiểu khi giao nhận hàng. Ủy ban nhân phường cũng đã làm việc với lại các công ty thực phẩm đóng chân trên địa bàn và các cái siêu thị mini, thì đã thống nhất cái phương án để mà mua hàng hỗ trợ cho nhân dân. Và Ủy ban nhân phường sẽ chuyển xuống đến từng các cái tổ dân phố, từng khu dân cư. Và tại đó thì các cái tổ sẽ chuyển đến cho các hộ dân. Theo Ủy ban nhân dân phường Hòa Quý, mỗi ngày địa phương đã nhận trên 100 combo mua lương thực thực phẩm từ người dân đăng ký. Khi công ty giao hàng, đội cung ứng sẽ kiểm tra cả về số lượng và chất lượng thực phẩm. Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã giúp cho người dân yên tâm khi ở nhà, tạo động lực cho các hộ dân chung tay thực hiện đẩy lùi dịch bệnh.